Yêu cầu khởi tố Nguyễn Thị Kim Ngân. Chiếu theo Bộ luật Hình sự tại Điều 349 quy định, tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép cụ thể. Người nào tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. A. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Đối với từ 5 người đến 10 người. D. Có tính chất chuyên nghiệp. D. Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. E. Tái phạm nguy hiểm. Như vậy, hành vi của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi cho các doanh nhân đi nhờ chuyên cơ qua Hàn Quốc rồi 9 người trốn luôn bên đó đã phạm 2 tội. Một là tội được quy định tại tiết A khoản 2, điều 349 của Bộ luật Hình sự. Cụ thể, lợi dụng chức vụ quyền hạn và tội được quy định tại tiết C khoản 2, điều 349 cụ thể đối với từ 5 người đến 10 người. Với hai tội trên, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phải ngồi tù từ 5 đến 10 năm, chiếu theo luật định, chưa xét đến điều khoản miễn giảm miễn trừ theo quy định của Việt Cộng. Trong một diễn biến khác, bằng chứng mà Nguyễn Thị Kim Ngân dùng chuyên cơ chở hàng lậu, vụ 9 công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được vinh dự tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang Nam Hàn rồi từ bỏ cố quốc khi trốn khỏi đoàn để ở lại xứ Kim Chi đang xôn xao dư luận mấy hôm nay, cho thấy một sự sỉ nhục không hề nhẹ đối với chóp bu Việt Cộng. Những tưởng với tư cách là đại biểu tối cao của nhân dân và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nên đứng ra phân bua, phân trần rồi xin lỗi người dân Việt Nam về hành vi tắc trách kia để mong nhận được khoan dung độ lượng của người dân. Nào dè bà ta lặng như chặt trời đậy tay Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội trả lời công luận với khẳng định. 9 người trốn ở lại Hàn Quốc là thành viên đoàn doanh nghiệp đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Sự lên tiếng của tên Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lại một lần nữa bộc lộ bản chất điếc hay ngóng ngọng hay nói của quan chức trí thức Việt Cộng. Thoáng nghe việc đi nhờ chuyên cơ mà tên này thừa nhận, nhiều người không am hiểu về pháp luật sẽ có sự đồng cảm, cảm thông với lập luận. Ừ thì cho họ quà sang chuyên cơ để tiết kiệm, chống lãng phí. Điều này tốt thôi, vì cả một chiếc chuyên cơ bỏ trống nhiều chỗ làm gì, lỗi là tại ý thức của 9 người kia. Hay việc bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho những người kia đi nhờ chuyên cơ thể hiện thái độ gần gũi với dân, thân thiện với thuộc cấp của chủ thất Quốc hội. Đây là một nghĩa cử rất nhân văn của Chủ tịch Quốc hội, chỉ trách những kẻ đi nhờ đã vong ân phản bội. Nhưng với những ai am tường pháp luật, thì hành vi cho kẻ khác quà sang chuyên cơ là một hành vi tùy tiện, coi thường kỷ cương phép nước, chà đạp lên pháp luật của Việt Cộng, mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân là kẻ chấp bút ký ban hành luật pháp với tư cách người đứng đầu, cơ quan lập pháp là Chủ tịch Quốc hội. Bởi vì theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Cộng, thì đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải tuân thủ các nguyên tắc sau: bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định, bảo đảm bí mật kế hoạch, đảm bảo an ninh cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định của pháp luật, bảo đảm nghi lễ đón tiễn chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định. Như vậy, việc bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tùy tiện cho đoàn người của các doanh nghiệp được quà sang chuyên cơ, chuyên khoang như khẳng định tên của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc là một hành động chà đạp lên pháp luật của Việt Cộng, vi phạm các nguyên tắc bắt buộc đối với chuyên cơ, chuyên khoang do Bộ Giao thông Vận tải Việt Cộng quy định, thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, lớn làm láo làm bậy thì trách gì nhỏ không học tập và làm theo. Sai phạm sẽ chồng lên sai phạm. Việc bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hành sự vô pháp vô luân khi cho người của các doanh nghiệp được hòa sang chuyên cơ, chuyên khoang nếu soi dưới giác độ pháp luật là một hành vi tiếp tay cho tham nhũng và chứa hàng lậu. Cụ thể, những người được hòa sang chuyên cơ, chuyên khoang của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kia, khi họ được xét duyệt đi công cán nước ngoài thì họ đã có những chế độ chính sách như tiền vé tàu bay, tiền lưu trú, tiền đi lại. Vì vậy, khi họ được quà sang chuyên cơ thì nghiễm nhiên khoản tiền kia được họ hợp thức hóa khi thanh toán với cơ quan chủ quản. Đây là hành vi gian lận tham nhũng của công mà bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gián tiếp tiếp tay cho họ.
những hành khách hàng hóa không thuộc diện được tham gia vận chuyển tại chuyên cơ, chuyên khoang nhưng vẫn được bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng ý cho vận chuyển bằng hình thức quá giang, nếu xét dưới giác độ tội phạm thì đây là hành vi vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới quốc gia. Sơ sơ nhiều đó thôi cũng thấy rõ chóp bù Việt Cộng là những kẻ tiếp tay cho tội phạm, chà đạp lên pháp luật, mà vụ cho đi nhờ chuyên cơ này là một bằng chứng điển hình. Trong một diễn biến khác, đi nhờ bà Kim Ngân rồi trốn ở Hàn Quốc, Việt Nam đang điều tra. Các quan chức cao cấp của Việt Nam thừa nhận họ đã biết từ trước về việc 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc khi đi cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Vụ bỏ trốn hy hữu xảy ra khi bà Kim Ngân dẫn đoàn thăm Hàn Quốc từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 12 năm 2018, nhưng chỉ mới được truyền thông Hàn Quốc công bố hôm 23 tháng 9. Ngày 25 tháng 9, phản ứng về tin của báo Hàn Quốc, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng xác nhận vụ việc có thật. Theo trang Vietnamnet, ông Chí Dũng có cho biết bộ của ông khi đó được giao tổ chức các đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo trong các chuyến thăm và làm việc tại các nước cũng như tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại ở nước ngoài. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư rất buồn. Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế, chẳng may có một cuộc, có một số trường hợp bỏ trốn lại rất là đáng tiếc. Chúng tôi cũng buồn lắm, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư nói với báo Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc lập danh sách các doanh nghiệp đi cùng lãnh đạo là do bộ này thành lập thông qua các hiệp hội thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Chúng tôi xét duyệt xem xét từng trường hợp tham gia. Trong quá trình đó có thể sơ suất, ai đó lợi dụng sang đó rồi bỏ trốn. Chúng tôi giữ cả hộ chiếu mà họ còn bỏ trốn. Đây là những nhân vật có ý đồ, cố tình và là sự việc đáng tiếc, ông Dũng nói. Ông Dũng nói thêm chúng tôi đã tích cực phối hợp, tìm kiếm nhưng quan trọng nhất là rút ra bài học kinh nghiệm sắp tới làm chặt chẽ hơn nữa. Tuy nhiên nếu làm chặt quá thì doanh nghiệp lại kêu không tạo điều kiện cho họ. Trên trang chính thức của Quốc hội Việt Nam ngày 25 tháng 9, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Văn phòng Quốc hội Việt Nam đang phối hợp với các bên liên quan để tiếp tục xác minh xử lý. Thông cáo của Quốc hội nói, theo những thông tin ban đầu, thì đây là vụ việc liên quan đến những người tham gia đoàn các doanh nghiệp Việt Nam dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam, Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức không thuộc thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội làm việc với Bộ Công an, thông cáo nói tiếp, thì thực nhập cảnh cấp cho những người này là để đi dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc, chứ không phải thị thực ngoại giao tham dự thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Để thuận tiện cho việc tham dự diễn đàn, đoàn doanh nghiệp này đã đi nhờ chuyên cơ của đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Trước khi đoàn này về nước, các cơ quan hữu quan đã phát hiện có 9 người bỏ trốn, cố ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật. Văn bản của Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên xác nhận rằng ngay khi vụ bỏ trốn được phát hiện, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản trao đổi với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao để phối hợp, Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để tìm được ra những người này trở về Việt Nam. Nhưng đến nay, chỉ mới có 2 người được đưa về Việt Nam. Xử lý thế nào? Khi trả lời báo chí trong nước trước đây, ông Nguyễn Sĩ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết các quy định hiện hành rất khó xử lý đối với những trường hợp cán bộ bỏ trốn ở lại nước ngoài. Ông Lê Văn Quân cho biết, trong quy định về quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, có đề cập rất rõ quyền và trách nhiệm cũng như chế tài xử lý vi phạm. Còn các chuyên gia doanh nhân đi kèm đại biểu Quốc hội, nếu vi phạm cũng căn cứ vào pháp luật Việt Nam, tùy theo mức độ nặng nhẹ, các cơ quan chức năng này sẽ xem xét có chế tài xử lý. Vấn đề này, pháp luật Việt Nam rất minh bạch, kể cả phạm tội ra nước ngoài thì phát lệnh truy nã quốc tế. Theo thông tấn xã Việt Nam đăng tải hồi tháng 12 năm 2018, chuyến thăm Hàn Quốc của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới. Theo đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, Quốc hội Hàn Quốc đã không thông báo cho phía Việt Nam biết về việc 9 người Việt Nam bỏ trốn, cũng như đã không yêu cầu Việt Nam tiến hành điều tra hay yêu cầu đảm bảo tránh sự việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên với sự vụ vỡ lẽ như trên, dư luận trong nước rất bức xúc. Nhiều người mong muốn Chủ tịch Quốc hội lên tiếng về vấn đề, chịu trách nhiệm về vấn đề này. Thậm chí chính phủ Việt Nam phải điều tra rõ những cá nhân
tổ chức nào đó trục lợi trên danh nghĩa quốc hội, làm mất thể diện quốc gia, chà đạp quốc thể. Cho đến ngày 25 tháng 9, người phát ngôn của Quốc hội Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc mới đưa ra lời giải thích rằng những người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc không thuộc hành phần đoàn ngoại giao và chỉ đi nhờ máy bay. Phát biểu vừa nêu của ông Tổng thư ký của Quốc hội Việt Nam khóa 14 được đưa ra sau vài ngày giữ im lặng hoàn toàn về vụ việc. Truyền thông Việt Nam hôm 25 tháng 9 bất ngờ dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký người phát ngôn của Quốc hội. Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Số người bỏ trốn nêu trên thuộc thành phần của đoàn tham gia sự kiện diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc. Sự kiện này do Bộ Kế hoạch Đầu tư Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức. Những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam hoặc không được cấp visa ngoại giao. Trong quá trình chuẩn bị phục vụ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội đến Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn nêu trên có liên hệ cho đoàn của họ đi nhờ máy bay. Chủ tịch Quốc hội và chúng tôi đã đồng ý, những người này không thuộc thành phần đoàn thăm chính thức. Hiện lãnh đạo Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an phối hợp các bên có liên quan, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, truyền thông Việt Nam không cho biết thêm chi tiết về danh tính và nghề nghiệp của những người đi nhờ máy bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân và tại sao những người này có được đặc quyền đó.